lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027. Quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng phường Thái An và nhân dân khu vực Thới Hòa A vừa tổ chức lễ khánh thành tuyến đường giao thông. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường bê tông tại khu vực Thới Hòa A được thi công với chiều dài gần 400m, bề rộng mặt đường 2,5m, tổng kinh phí 90 triệu đồng. Trong đó, quận đoàn Ô Môn và đoàn phường Thới An hỗ trợ 40 triệu đồng cùng 80 ngày công lao động. Phần còn lại do nhân dân khu vực Thới Hòa A đóng góp. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong việc xây dựng tuyến đường được Ủy ban nhân dân quận Ô Môn khen thưởng.